Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Eureka Channel. Trong chuyên mục chúng ta sẽ đọc báo cáo phân tích chiến lược của đội ngũ Research VCSC cho 6 tháng cuối năm 2021. Bây giờ chúng ta đi tới cái phần dọc theo phân tích theo ngành. Và trong video này chúng ta sẽ nói chủ yếu về ngành ngân hàng. Đây là trang 92 trên tổng 382 trang trong báo cáo chiến lược rất là dài, đóng góp từ rất nhiều chuyên viên phân tích cũng như là các manager phụ trách phân tích các nhóm ngành. Đó thì rất hy vọng là quý vị và các bạn sẽ nhận được nhiều thông tin bổ ích từ báo cáo chiến lược 6 tháng cuối năm 2021 từ công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt. Ngành ngân hàng sẵn sàng phục hồi mạnh mẽ trong năm 2021. Tổng quan, đối với danh mục theo dõi của chúng tôi, ngành ngân hàng, chúng tôi dự báo tổng lợi nhuận dòng, tổng hợp tăng trưởng 37,8% so với năm trước cho năm 2021, cao hơn dự báo chung của Bloomberg là tăng trưởng 17,3% so với năm trước và tăng so với mức tăng trưởng 20,5% so với cùng kỳ năm trước mà chúng tôi đã đưa ra vào đầu năm. Tăng trưởng EPS năm 2021 được dự báo là 41% so với năm trước đó, do chúng tôi dự báo các khoản trích quỹ khen thưởng và phúc lợi tương đối thấp hơn so với năm ngoái. Dự báo NIM có trọng số trong năm 2021 của chúng tôi đã tăng so với mức đầu năm là từ 3,66% lên mức là 3,85%, tương đương với mức tăng 19 điểm cơ bản so với cùng kỳ, và do đó cho thấy sự phục hồi của việc tăng trưởng NIM sau khi đi ngang vào năm 2020 và tăng trong 3 năm trước đó. Tiếp theo, dự báo tăng trưởng tín dụng cho năm 2021 của chúng tôi đã tăng so với đầu năm từ 10,4% so với năm trước lên 15,7% so với năm trước. Chi phí dự phòng dự kiến giảm 2,95% so với năm trước do so với dự báo tăng trưởng 4,3% so với cùng kỳ so với năm trước đó của chúng tôi vào đầu năm. Mặc dù báo cáo tăng trưởng tín dụng của chúng tôi cho năm 2021 đã được nâng lên do chúng tôi nhận thấy chi phí dự phòng đối với các khoản vay được tái cơ cấu trong năm 2021 giảm, thực tế dự phòng cụ thể các khoản cho vay đã gộp 8 điểm cơ bản so với năm trước trong quý 1 năm 2021, và chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ tiếp tục trong phần còn lại của năm 2021. Dự báo tăng trưởng NFI cùng thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của chúng tôi năm 2021 cũng tăng so với đầu năm lên mức 22% so với năm trước và so với 16,5% so với năm trước, chủ yếu là do dự báo NFI cao hơn tại VB Bank và ACB liên quan đến các giả định của chúng tôi về phí bancassurance ứng trước. Động lực thúc đẩy chúng tôi điều chỉnh các giả định về tăng trưởng tín dụng và NIM cao hơn cho năm 2021 là do quan sát của chúng tôi về nhu cầu tín dụng trong nền kinh tế vẫn còn mạnh và sự sẵn sàng của các cơ quan quản lý trong việc đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cao hơn để duy trì tăng trưởng kinh tế trong khi vẫn kiểm soát lạm phát. Đồng thời, chúng tôi tin rằng các ngân hàng sẽ kiểm soát thành công chi phí tín dụng khi các lĩnh vực quan trọng như bất động sản, xuất nhập khẩu và bán buôn sẽ lành mạnh hơn trong năm 2021 so với năm ngoái. Do đó, bù đắp được các diễn biến kém tích cực trong các phân khúc cho vay khác. Điểm tiếp theo là các công ty tài chính tiêu dùng trong danh mục theo dõi của chúng tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi tác động của các biện pháp giãn cách xã hội liên quan đến việc ngăn chặn COVID-19. Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng cho vay trung bình trong năm 2021. Chúng tôi dự báo tăng trưởng cho vay năm 2021 tại FE Credit, FEC và HD Saison
HDS lần lượt là 7% so với năm trước và 18,3% so với năm trước. Với HDS có diễn biến tốt hơn FEC bởi vì tính chất đa dạng của các khoản vay của HDS cao hơn. Trong 12 tháng qua thì cổ phiếu ngân hàng đã có những diễn biến tăng tốt hơn chỉ số VN Index 66 điểm phần trăm. Điều này khiến cho nhiều ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi tiến dần đến với cái giá trị giả định của chúng tôi. Tuy nhiên, mặc dù giá cổ phiếu đã tăng, chúng tôi dự báo VPBank và Techcombank là hai cổ phiếu tiềm năng tăng giá cao nhất còn lại và đưa vào hai cổ phiếu này vào giỏ tích cực của chúng tôi. Vietcombank được đưa vào giỏ phòng thủ của chúng tôi do chúng tôi cho rằng chất lượng tài sản của ngân hàng này vẫn ở mức cao và định giá vẫn hợp lý. Các GSCB đã hoạt động tốt hơn kể từ đáng kể so với SOCB trong 12 tháng qua. Bằng cách đưa VPBank và TCB vào giỏ tích cực, chúng tôi giả định rằng các hoạt động kinh doanh của GSCB sẽ tiếp tục tích cực. Triển vọng trung hạn và duy trì tăng trưởng tín dụng cao với việc cải thiện quản lý rủi ro. Tiếp tục thực hiện các quy định để tiếp tục xử lý các tác động do COVID-19 và ưu tiên tài trợ cho tăng trưởng kinh tế. Áp lực pháp lý từ các quy định được áp dụng trong khoảng 10 năm qua đã chứng minh bằng việc trì hoãn trong việc thực hiện quy định Basel II ban đầu dự kiến thực hiện cho năm 2010 nhưng cuối cùng đã đẩy sang đầu 2020. Việc trì hoãn trong việc thực hiện các quy tắc cân bằng thời hạn giữa huy động tiền gửi và cho vay ban đầu dự kiến thực hiện trong năm 2014 nhưng cuối cùng được đẩy sang năm 2023. Và việc thực hiện thông tư tháng 1 năm 2020 cho phép các ngân hàng tái cơ cấu các khoản vay bị ảnh hưởng bởi COVID-19 cùng các yếu tố khác. Chúng tôi cho rằng tình trạng này sẽ tiếp diễn trong ngắn hạn và trung hạn và tăng trưởng tín dụng sẽ tiếp tục được đặt ở mức 14% để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các ngân hàng cắt giảm cổ tức tiền mặt để tối đa hóa khả năng duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức khoảng 15%. Trong các danh mục theo dõi của chúng tôi, chỉ các SOCB tiếp tục trả cổ tức tiền mặt. Bộ Tài chính đưa ra chính sách cổ tức cho các SOCB vì tăng trưởng tín dụng khoảng 15%, yêu cầu các ngân hàng giữ lại tất cả các khoản lợi nhuận để duy trì hệ số CAR trong bối cảnh ROE hiện tại ở mức 15-19%. Các SOCB có thể duy trì thị phần nếu tăng trưởng kinh tế mạnh và nhà nước có đủ nguồn lực để thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng. Các SOCB đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các chương trình kinh tế của nhà nước bằng cách cho vay các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên. Thường thì những dự án cơ sở hạ tầng lớn này có liên quan đến sản xuất điện hoặc tài nguyên thiên nhiên. Trước đây, những hạn chế về ngân sách tại doanh nghiệp nhà nước là một yếu tố gây ra sự trì hoãn dự án. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ thúc đẩy nhà nước sẵn sàng bơm thêm vốn hoặc mở rộng bảo lãnh, dẫn đến nhiều hoạt động ngân hàng hơn trong lĩnh vực này. Khả năng thâm nhập thị trường và cho vay nhà hiện còn thấp và có khả năng tăng cao, có khả năng hơn của sự dịch chuyển thị phần là cho vay bán lẻ thúc đẩy các GSCB chiếm thị phần trong những năm tới. Tỷ lệ thâm nhập cho vay mua nhà ở Việt Nam vào năm 2020 khoảng 6% GDP, thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực, chẳng hạn như Thái Lan ở mức 24% GDP. Cho vay mua nhà có chi phí rủi ro thấp hơn nhiều so với cho vay các sản phẩm khác và do đó tăng trưởng của phân khúc này sẽ có lợi để đảm giảm rủi ro trong bảng cân đối kế toán của các ngân hàng hoạt động tốt hơn trong lĩnh vực này. Một số ngân hàng được định vị để cạnh tranh và vươn lên vị trí dẫn đầu trong việc ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1 tỷ USD. Vietcombank là công ty niêm yết đầu tiên có lợi nhuận trước thuế đạt 1 tỷ USD vào năm 2019. Chúng tôi cho rằng Vietcombank, Techcombank và VPBank
có vị thí trí tốt để tham gia vào cuộc đua ở trị giá 1 tỷ USD này trong những năm tới, được thúc đẩy bởi các mô hình kinh doanh có sự tận dụng cao đối với tăng trưởng kinh tế. Chúng tôi cho rằng các ngân hàng trong cuộc cạnh tranh trị giá 1 tỷ USD lợi nhuận trước thuế này sẽ thu hút được phần lớn sự chú ý của các nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư cá nhân quốc tế trong những năm tới. Ở đây là các số liệu chính và tổng hợp định giá. Thì chúng ta nhìn thấy trong cái bảng thứ nhất có BIDV, CTG, Vietcombank, ACB, HDB, LPB, MBB, STB, Techcombank, TPB, VIB, VPBank. Cổ phần nước ngoài, room khối ngoại, giá cổ phiếu mục tiêu. Mục tiêu update thì ở đây cũng có một số bản update, chẳng hạn như giá mục tiêu của Tech update lên mức trên 61,3 nghìn rồi này. Đấy, một số cổ phiếu VPBank 85.700, Vietcombank 108.900, vân vân. Tiếp đến là tổng hợp định giá, cũng các mã ở phía trên thì chúng ta nhìn thấy PA trượt 12 tháng của BIDV đang khá là cao, Vietcombank khá cao trong và STB cũng khá cao, còn các ngân hàng khác thì loanh quanh mốc 11, 12 đến cao là 14%. Đấy, thì PE cũng không quá là cao đối với ngành ngân hàng. Tiếp theo chúng ta nhìn lại quý 1 2021. Những thông tin chi tiết trong quý 1 2021. Ở quý 1 2021 thì chúng ta có các thông tin chi tiết sau. Tăng trưởng tín dụng quý 1 2021 so với hạn mức tín dụng ban đầu của các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi. Cái màu xanh xám là của quý 1 và cái màu da cam là phần remain, là cái phần còn lại của tín dụng, cái hạn mức tín dụng cho năm 2021. Đó thì Vietcombank đã đi được 1/3, BIDV đi được 1/4, CTG thì vẫn đang còn rất nhiều, Techcombank đi được 1/2, TPBank được 1/2.5, Tiên Phong Bank được tầm khoảng hơn 1/3, MB Bank được khoảng 2/3, ACB được khoảng 40%, STB được khoảng 51-52%, LPB được khoảng 35%, VIB được tầm khoảng 60%, VPBank được độ khoảng 45%, còn HD Bank được độ khoảng 75%. Tăng trưởng tín dụng thực hiện 2020 so với hạn mức tín dụng ban đầu của các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi, thì cái ban đầu năm ngoái thì ngoại trừ các ngân hàng quốc doanh ra thì cái hạn mức tín dụng là dùng chỉ vượt một tí hoặc là còn chưa hết. Như Vietcombank là vượt một tí, có BIDV và CTG là dùng chưa hết. Đó, còn các ngân hàng mà mang yếu tố tư nhân và mang yếu tố thương mại ấy, thì tất cả đều vượt cái hạn mức tín dụng ban đầu trong năm 2020. Vượt và vượt khá là xa, điển hình là có TPBank này, VIB này vượt rất xa, Techcombank vượt một chút, LPBank vượt một chút, VPBank vượt một chút. Đấy, thì chúng ta nắm được tình hình như vậy. Có thể quan sát hai biểu đồ này được lấy nguồn từ VCSC tổng hợp. Tăng trưởng tín dụng quý 1 2021 của các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi đạt 2,94% tính từ đầu năm, với mức tăng trưởng tại các GSCB lớn hơn so với các SOCB lần lượt là 4,7% và 1,64%. Mức tăng trưởng tín dụng này cao hơn quý 1 năm 2020
với mức là 1,16% nhưng thấp hơn so với quý 1 2019 là 4,14%. Tính đến quý 1 2021 ngày 10 tháng 12, ngân hàng nhà nước, ngân hàng mà chúng tôi đề cập có tăng trưởng tín dụng quý 1 năm 2021 đạt 35% hạn mức tín dụng, bao gồm ban đầu do ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp. Chúng tôi kỳ vọng các ngân hàng sẽ nhận được các đợt phân bổ hạn mức tín dụng bổ sung trong suốt năm 2021 như đã ghi nhận ở năm 2020. Những thông tin chi tiết trong quý 1 2021, tỷ lệ CASA của các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi ước tính theo trọng số với tổng tài sản. Như vậy thì chúng ta thấy trong quý 1 thì có phần sụt giảm nhẹ so với quý 4 2020, từ mức 23,8 xuống còn 23,1 mức bình quân. Tiếp đến là chi phí huy động của các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi so với trọng số tính theo tổng tài sản thì cái mức này cũng giảm mạnh trong suốt từ quý cuối quý 1 2020 tới 2021 thì con số này ngày càng giảm. Thế thì chi phí vốn COF có trọng số của các ngân hàng trong list theo dõi của chúng tôi có xu hướng giảm 139 điểm cơ bản xuống so với năm trước còn 3,46% vào quý 1 2021, và chúng tôi cho rằng mức giảm đáng kể so với cùng kỳ trong COF quý 1 2021 là do một, đó là do 4 đợt cắt giảm mức giá trần tiền gửi cho các kỳ hạn dưới 6 tháng với tổng cộng 100 điểm cơ bản vào năm 2020, và hai đó là xu hướng tăng CASA được chứng minh bằng sự gia tăng trong tổng số CASA có trọng số từ 19,2 cuối quý 1 2020 lên 23,1 vào quý 1 2021. Ở lợi suất IEA của các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi tính theo tỷ trọng tổng tài sản thì cũng đang có mức phục hồi từ quý 3 2020 lên và đi xuống ở vùng 6.49. Cái mức total, mức bình quân là từ 7.59 về 7.21. Đó, còn SOCBS thì là đạt ở cái mức thấp hơn là từ 6.49 về 6.12, vân vân. Đấy thì lợi suất IEA có trọng số của các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi giảm 90 điểm cơ bản so với năm trước trong quý 1 2021, chủ yếu do một là lãi suất cho vay ưu đãi trong bối cảnh môi trường lãi suất thấp, và hai là các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Tuy nhiên, NIM có trọng số của tất cả các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi vẫn báo cáo mức tăng 28 điểm cơ bản so với năm trước tính đến quý 1 2021 do COF giảm nhiều hơn mức giảm của lợi suất IEA. Tiếp theo thì chúng ta xem đến thu nhập từ phí thuần bao gồm ngoại hối theo đơn vị tính tỷ đồng và CIR của các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi tính theo trọng số tổng tài sản. Đó thì trên hình 1 thì là biểu thị cho cái thu nhập phí thuần. Tăng trưởng đáng kể trong quý 1 2021 NFI chủ yếu được thúc đẩy bởi kết quả kinh doanh ngoại hối, ngoại trừ Vietcombank đã ghi nhận NFI tăng vọt trong quý 1 2021 nhờ vào thành phần phí trả trước liên quan đến hợp đồng bancassurance độc quyền với FWD. Chúng tôi cho rằng sự cải thiện ấn tượng trong quý 1 2021 về cái chỉ số CIR là nhờ vào một chi phí sử dụng vốn giảm do CASA tăng và cắt giảm giới hạn tiền gửi, và hai là NFI tăng, và ba là giảm chi phí hoạt động. Những thông tin tiếp tục với tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng trong danh mục theo dõi
của chúng tôi tính theo trọng số dư nợ cho vay. Nếu mình nhìn thấy là cũng đã có cái sự sụt giảm theo các quý, tăng cao ở quý 3 2020 nhưng đã giảm mạnh ở quý 4 và chỉ tăng nhẹ ở quý 1 2021. Tỷ lệ nợ xấu theo dư nợ vay cho vay giảm year từ 1,59% trong quý 1 2020 xuống 1,34% trong quý 1 2021 nhưng tăng nhẹ so với tháng quý trước đó. Tuy nhiên, quý 4 thường ghi nhận xu hướng tỷ lệ nợ xấu cao, do đó so sánh so với tháng so với quý trước thì bị ảnh hưởng bởi tính thời vụ. Và cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu LLR của các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi tính trọng số theo dư nợ cho vay, tỷ lệ LLR, tỷ lệ bao phủ nợ xấu này tăng. Đó thì tính chúng ta nhìn thấy cái con đường này tăng từ 2018 tới nay, tức là các ngân hàng ngày càng chú trọng tới cái việc trích lập dự phòng rủi ro. Đó thì cái mức này khá là tốt và cũng quanh ở cái mức yêu cầu của nhà nước, của ngân hàng nhà nước. Tiếp tục sang tới lợi nhuận sau thuế ở quý 1 2021 tính theo tỷ đồng và tăng trưởng của các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi. Quý 1 2021 so với cùng kỳ năm trước. Đó thì chúng ta nhìn thấy là nếu mà so sánh theo quý thì các ngân hàng tăng trưởng. Đó, nhưng mà một số cái báo cáo kết quả quý 2 á, ra thì cái khối ngân hàng mà có liên quan đến yếu tố nhà nước, Vietcombank và CTG á, thì nó lại bị giảm. Đấy, nhưng mà tính 6 tháng đầu năm 2021 thì cái tỷ lệ này vẫn đang có sự gia tăng. Ngoại trừ STB đã dùng lợi nhuận để xử lý tài sản tồn đọng trong quý 1 2021 thì tất cả các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi đều báo cáo lợi nhuận tăng trưởng so với năm trước ấn tượng, từ mức 38% trở lên. Nhìn chung nhờ vào NIM gia tăng và hai là NFI tăng trưởng vững chắc, và thứ ba là OPEX được kiểm soát tốt, và bốn là tỷ lệ nợ xấu giảm. Nhìn chung thì lợi nhuận sau thuế quý 1 2021 của tất cả ngân hàng đã hoàn thành 27,1 dự báo của cả năm đã điều chỉnh của chúng tôi. Và cái triển vọng của năm 2021 đối với ngành ngân hàng. Triển vọng này thì chúng ta nói về NIM và tăng trưởng tín dụng 2021. Ngành ngân hàng của Việt Nam có hoạt động rất là tốt trong năm 2020, đạt mức tăng trưởng tín dụng trên 14%, mặc dù đã phải thực hiện các biện pháp phòng tránh dịch COVID-19. Và diễn biến NIM ở Việt Nam cho thấy mức NIM năm 2020 giữ ở mức tương đương 2019, mặc dù có 5 lần cắt giảm lãi trần tiền gửi từ tháng 11/2019. Nếu dự phóng NIM năm 2021 trong danh mục theo dõi của chúng tôi đạt 3,85% là đúng thì nó sẽ tương ứng với mức NIM cao nhất chúng tôi đã từng ghi nhận. Ở dữ liệu của chúng tôi đã có từ 2013. Đấy. Cả nhà nhìn thêm ở các cái chart. Tiếp theo là cái NFI dự phóng năm 2021. Thu nhập phí thuần bao gồm kinh doanh ngoại hối, ngoại trừ LPB và Techcombank thì các ngân hàng khác trong danh mục của chúng tôi theo dõi được dự báo sẽ thấy tỷ lệ đóng góp tương đối của mảng kinh doanh ngoại hối trong TOI giảm vào năm 2021. VCB là ngân hàng hàng đầu trong phân khúc này, dự kiến giao dịch ngoại hối giảm nhẹ so với năm trước do ngân hàng có chiến lược tập trung vào bảo lãnh phát hành
thận trọng trong bối cảnh rủi ro phát sinh từ COVID-19. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng VCB sẽ duy trì thế mạnh trong mảng tài trợ thương mại và dự báo kinh doanh ngoại hối tăng trưởng 10% từ năm 2022 trở đi, sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát. Dự phòng và nợ xấu 2021. Chi phí dự phòng, tỷ lệ nợ xấu được cộng gộp bởi tỷ lệ nợ xấu xử lý nợ, tính trọng số theo dư nợ cho vay. Các thanh bóng mờ thể hiện tỷ lệ xử lý nợ xấu. Ba ngân hàng CTG, BID và LPB đã trích lập dự phòng đầy đủ cho VAMC vào năm 2020. Do đó, các chi phí dự phòng năm 2021 được dự báo sẽ giảm 2,95% so với năm trước nếu loại trừ trích lập dự phòng của VAMC tại LPB, BIDV và CTG vào năm 2020, thì tăng trưởng chi phí dự phòng năm 2021 đạt 8,8%. Tính đến cuối năm 2020, STB vẫn còn 23.000 tỷ đồng số dư VAMC thuần cần được xử lý. Và chúng tôi dự báo tỷ lệ nợ xấu tính theo trọng số năm 2021 sẽ tăng 8 điểm cơ bản so với năm trước, do rủi ro từ COVID-19 vẫn còn phức tạp, mặc dù chúng tôi đã thấy các khoản vay được tái cơ cấu giảm mạnh 28,3% trong quý 1 2021 so với cuối 2020. Các dự phòng cụ thể trên dư nợ cho vay. Phân tích các chi phí trích lập dự phòng cụ thể, cung cấp nhiều thông tin hơn là phân tích chi phí trích lập dự phòng, vì điều này giúp tránh được sự sai lệch trong việc trích lập dự phòng của VAMC trước năm 2020. Đối với các GSCB, không có sự tăng đột biến đáng kể trong chi phí trích lập dự phòng liên quan đến khoản vay trong quý 1 2021. Chúng tôi cho rằng mức tăng đột biến năm 2020 tại Vietcombank là quá thận trọng, do tỷ lệ bao phủ rủi ro của ngân hàng này lên đến 370% tại thời điểm cuối năm 2020 và 279% trong quý 1 2021. Bởi vì sao Vietcombank được cho vào ngân hàng phòng thủ? Bởi vì ngân hàng này đã rất sẵn sàng trong việc trích lập dự phòng rủi ro. Đấy, cái việc trích lập dự phòng rủi ro thì nó cũng làm giảm đáng kể cái lợi nhuận mà trước thuế được báo cáo trong các quý mà xảy ra cái việc trích lập dự phòng rủi ro. Đấy, nhưng mà đấy là điều cần thiết để doanh nghiệp thận trọng hơn so với những cái diễn biến phức tạp có thể xảy ra trong nền kinh tế trước cái bối cảnh Covid vẫn còn khó khăn. Chúng ta đi tiếp nhé. Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong danh mục theo dõi của chúng tôi. Ở đây thì chúng ta nhìn đến các cái con số tăng trưởng. Tăng trưởng theo năm thì ta thấy LP Bank tăng trưởng năm 2019 là 66,7%. Năm 2020 thì tăng trưởng là 16,3% so với năm 2019. Và 2021 nửa đầu thì đang dự phóng là 42%. Đấy thì mình nhìn từng cái cột một để mình đánh giá này. CTG thì 74%, 45%, 47% tăng trưởng cũng rất là tốt. Vietcombank 27 âm 0,7% và tăng trưởng 26%, 26,5. ACB 16,7, 28 và tăng trưởng 37%. HD Bank 25, 15% và 35,3%. Techcombank 20,7%, 23% và 33,9%. Các GSCB vượt qua năm 2020 rất là tốt để
duy trì tăng trưởng lợi nhuận hơn 20%, trong khi các SOCB do ảnh hưởng từ các chính sách có quy định nhiều hơn có mức tăng khiêm tốn hơn là 7,7% do các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 cũng như đẩy nhanh trích lập dự phòng cho xử lý VAMC, ví dụ BIDV và CTG. Ngược lại, chúng tôi nhận thấy các SOCB có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận lớn hơn, lớn nhất trong năm 2021 do việc trích lập dự phòng VAMC sẽ giảm đối với cả BIDV và CTG, và trích lập dự phòng cụ thể dự kiến sẽ giảm xuống tương đối. Và dự báo của chúng tôi cho rằng chúng tôi tăng trưởng lợi nhuận sau thuế tổng năm 2021 ở mức 37,8%, chủ yếu được thúc đẩy bởi số 1 là NI tăng mạnh nhờ NIM cao hơn do ảnh hưởng của việc cắt giảm lãi suất tiền gửi lên COF, và chúng tôi kỳ vọng tăng trưởng tín dụng cao hơn trong năm 2021 so với 2020 và sự loại bỏ dần các biện pháp hỗ trợ đối với khách hàng bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, đặc biệt là tại các SOCB. Và 2 đó là sự phục hồi trong NFI, và 3 là lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán cao hơn do lợi suất gửi trái phiếu so với lợi suất gửi trái phiếu. Chính phủ tiếp tục ở mức thấp và hoặc thị trường chứng khoán Việt Nam tăng mạnh kể từ khi sụt giảm vào tháng 3 2020. Và 4 đó là lợi nhuận dòng từ khác từ cái thu hồi nợ xấu và đã xử lý bằng dự phòng, ví dụ BIDV và MBB, cao hơn theo giả định của chúng tôi rằng COVID-19 được kiểm soát tốt. Các chủ đề chính cho ngành ngân hàng Việt Nam. Room khối ngoại FOL cho tất cả các ngân hàng đang có khả năng thay đổi vào năm 2021. FOL đối với các ngân hàng Việt Nam không thay đổi ở mức 30% vào năm 2020, phù hợp với cái dự báo của chúng tôi trong báo cáo chiến lược đầu tư năm 2020. Và chúng tôi nêu quan điểm rằng nới room FOL đối với các ngân hàng khó có thể thay đổi trong năm 2020. Tuy nhiên, một thông báo cho năm 2021 có thể sẽ được đưa ra ở gần cuối năm 2020. Mặc dù điều này đã không xảy ra, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm của mình về việc khả năng nới room FOL vào cuối 2021 và ngày càng có nhiều khả năng hơn. Kỳ vọng này là do điều số 1 mục 1 điểm 7 trong quyết định 986 quyết định Thủ tướng ban hành vào ngày 8 tháng 8 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chiến lược phát triển ngành ngân hàng đến năm 2025 và định hướng đến 2030, yêu cầu nhà nước sở hữu ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại các SOCB giai đoạn 2018-2020. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng sự thay đổi quy định gần đây có thể hỗ trợ cái việc thay đổi quy định nới room đối với các ngân hàng trong tương lai là quyết định 161 nghị định chính phủ do chính phủ ban hành ngày 29 tháng 10 2020 chỉ đạo củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nhà nước, đề cập đến việc nhà nước sẽ phải sở hữu cổ phần chi phối tại các ngân hàng quốc doanh. Trong khi đó, theo luật các tổ chức tín dụng, để có quyền chi phối với doanh nghiệp, một chủ thể phải có sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có biểu quyết tại doanh nghiệp. Như vậy, tại nghị định nghị quyết 161 đã tạo ra khuôn khổ để chính phủ hạ tỷ lệ sở hữu nhà nước tại các SOCB từ 65% xuống còn hơn 50%. Trên cơ sở nghị quyết 161, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có kế hoạch soạn thảo văn bản thay thế quyết định số 58-2016 quyết định Thủ tướng. Văn bản mới dự kiến ban hành vào 2021 sẽ phân loại các ngân hàng vào nhóm nhà nước nắm giữ 50% đến dưới 65% vốn điều lệ thay vì tối thiểu 65% như quyết định 986. CTG có thể là ngân hàng được hưởng lợi lớn nhất nếu nới room cho các ngân hàng. Chúng tôi tin rằng việc ban hành một văn bản mới sẽ tạo ra khuôn khổ cho việc điều chỉnh giới hạn nới room đối với các ngân hàng. Điều này sẽ có lợi cho các SOCB, đặc biệt là CTG. SOCB duy nhất hiện nay có tỷ lệ sở hữu nhà nước xung quanh mức trần 65%.
Do hạn chế về vốn, CTG là ngân hàng cuối cùng trong danh mục theo dõi của chúng tôi công bố tuân thủ các yêu cầu về tỷ lệ vốn an toàn CAR và Basel II, Basel II từ ngày 1 tháng 1, 2021. Việc nới Zoom có thể tạo điều kiện cho ngân hàng tiếp cận nguồn vốn cổ phần mới thông qua các đợt chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư nước ngoài thay vì đưa vào sử dụng ngân sách nhà nước để tăng hệ số CAR. Tiếp theo, cái vấn đề tiếp theo là các khoản cho vay thông tư 01 giảm nhanh do tác động của việc thay đổi các quy định về tái cơ cấu khoản vay thông tư 03. Theo nền kinh tế cải thiện trong quý 1/2021 đã dẫn đến sự sụt giảm theo giá trị tuyệt đối các khoản vay tái cơ cấu theo thông tư 01/2020. Trong tất cả các ngân hàng mà chúng tôi đã đề cập thông tin trong quý 1/2021 và TT03/2021 chủ yếu sửa đổi TT01 bằng cách: một là kéo dài thời gian giải ngân các khoản vay được phép tái cơ cấu các khoản vay, và hai là thiết lập mức trích lập dự phòng tối thiểu cho các khoản vay tái cơ cấu và sẽ được trích lập dàn trải trong 3 năm tới. Thoạt nhìn, TT03 đại diện cho một sự thay đổi lớn. Tuy nhiên, sự không chắc chắn quanh việc sụt giảm trong khoản vay tái cơ cấu theo TT01 được quan sát trong những tháng đầu 2021 có thể tiếp tục trong những quý tới hay không thì sẽ được chứng minh cho cách tiếp cận mà chúng tôi đã áp dụng để dự phóng nợ xấu cho các ngân hàng của mình. Giả định trường hợp cơ sở của chúng tôi đối với hầu hết các ngân hàng là 25% nợ xấu hình thành vào 2021 từ các khoản vay tái cơ cấu theo TT01 vào cuối 2020. Tuy nhiên, so sánh các giả định hiện tại, chúng tôi cho nợ xấu cuối 2021 từ các khoản vay tái cơ cấu theo TT01 với số liệu cập nhật mới nhất cho các khoản vay tái cơ cấu TT01 gộp cho thấy tỷ lệ hình thành nợ xấu ở một số ngân hàng HD Bank, VCB và TPB cao bất thường. Tốc độ giảm các khoản vay theo TT01 tại VCB, TPB và HDB trong 2 đến 3 tháng đầu 2021 cùng với thực tế là tốc độ tăng trưởng GDP và tăng trưởng tín dụng ở Việt Nam thường nhanh về cuối năm dương lịch cho thấy tỷ lệ nợ xấu hình thành từ các khoản vay theo TT01 cho lĩnh vực này có thể thấp hơn đáng kể so với các giả định hiện tại của chúng tôi, mặc dù quan điểm này có thể ảnh hưởng bởi cách duy trì biện pháp xã hội kéo dài trên toàn quốc vào tháng 6 2021. Do giả định trường hợp cơ sở của chúng tôi trong báo cáo cập nhật đến cuối 2020 đã trích lập dự phòng đầy đủ cho các khoản nợ xấu liên quan đến các khoản vay tái cơ cấu TT01 vào năm 2021, những thay đổi từ TT03 đã khiến chúng tôi phải điều chỉnh giảm dự báo trích lập dự phòng cho năm 2021 của các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi tổng cộng là 5,6% so với cập nhật vào cuối 2020. Trên màn hình thì chúng ta nhìn thấy các khoản vay theo TT01 tại các ngân hàng trong danh mục theo dõi của VCSC. Đấy, theo đó thì tỷ lệ nợ xấu của BIDV đang ở mức khá cao, gần 2% và cao gần nhất. Của VIB cao cũng khá cao, VIB và BID. Thấp thì chúng ta thấy có Vietcombank 0,75 và ACB 0,9. So với cái thời điểm hiện tại thì VCB lại càng giảm thêm và ACB cũng giảm thêm, nhưng mà cái giảm ấn tượng hơn cả là Techcombank. Cái tỷ lệ nợ xấu hiện tại của Techcombank rất là thấp. Đó. Ồ, rất là hay ha. Rồi, thôi chúng ta xem tiếp. Quý vị để ý doanh nghiệp nào thì mình sẽ xem kỹ doanh nghiệp đó nhé. Tiếp đến là hoạt động huy động vốn sẽ tiếp tục có thể vào cuối 2021 nhưng nhiều khả năng là đầu 2022.
Và tất cả các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi đã tuân thủ Basel 2 quy định theo thông tư 41 kể từ ngày 1 tháng 1 2021. Tuy nhiên, nhu cầu vốn mới vẫn còn do mức CAR theo Basel 2 ở một số ngân hàng tương đối thấp để duy trì tăng trưởng cao trong nhiều năm tới. Chúng tôi kỳ vọng kế hoạch tăng vốn tại các ngân hàng sẽ được thực hiện trở lại sau khi các chuyến bay quốc tế sẽ nối lại vào quý 4 2021. Qua đó thì sẽ tạo điều kiện cho các ngân hàng có tỷ số, có hệ số CAR tương đối thấp tăng cường hệ số CAR để theo đuổi tăng trưởng tín dụng cao hơn ở 2 năm tới. Kế hoạch tăng vốn giai đoạn 2021-2022 thì ở đó chúng ta nhìn thấy có BID và CV Vietcombank, MB Bank, Tiên Phong Bank, VIB và LP Bank thì đều có. Và mục tiêu phát hành là cho nhà đầu tư tổ chức phát hành riêng lẻ. VIB là chào bán công khai hoặc phát hành riêng lẻ. LP Bank phát hành riêng lẻ. Rồi, tiếp tục nào. Lãi suất huy động giảm vào đầu năm 2021. Từ đầu năm 2020, từ đầu năm đến đầu tháng 6 2021 thì chúng tôi nhận thấy lãi suất huy động tiếp tục giảm, chủ yếu tại các SGCB bao gồm VIB, Techcombank, MBB, TPB, VCB là SOCB duy nhất giảm lãi suất huy động 10 điểm cơ bản cho tất cả các kỳ hạn kể từ đầu năm 2021. VP Bank và STB là hai ngân hàng ghi nhận huy động lãi suất tăng nhẹ. Trong đó VPB tăng ở tất cả các kỳ hạn nhưng tập trung tăng nhiều hơn ở kỳ hạn 12 tháng. Còn STB tăng chỉ ở một số kỳ hạn và tập trung nhiều hơn vào các kỳ hạn trên 12 tháng. Và theo quan điểm của chúng tôi, lãi suất huy động tiếp tục giảm trong 6 tháng qua do nền kinh tế vẫn đang trong giai đoạn phục hồi và chính phủ đã yêu cầu các ngân hàng hỗ trợ nền kinh tế. Trên thực tế, chính phủ đang có kế hoạch cho các gói hỗ trợ thêm theo thông tư 03 cho phép ngân hàng miễn và giảm phí lãi suất cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 cho đến 31 tháng 12, 2021. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng lãi suất huy động vào cuối năm 2021 sẽ không đổi so với cuối 2020, tương đương với lãi suất huy động có thể tăng nhẹ vào cuối năm do các ngân hàng có thể bị áp lực về lãi suất huy động để thu hút nhiều tiền gửi hơn, qua đó theo đuổi tăng trưởng tín dụng cao hơn trong năm nay và mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay là 2021 là 6%. Thay đổi lãi suất tiền gửi theo kỳ hạn của các ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi, tính trọng số theo tiền gửi của khách hàng năm 2020 kể từ tháng 1 2021 đến đầu tháng 6 2021 tính theo điểm cơ bản đó. Diễn biến giá cổ phiếu và các lựa chọn hàng đầu. Top 5 cổ phiếu đã ngân hàng đã có diễn biến tốt nhất 12 tháng qua và ITD. Chúng ta nhìn thấy top 5 là bao gồm có VIB, LPB, VPB, MBB và STB. Trong báo cáo chiến lược đầu tư của chúng tôi công bố vào đầu năm 2021, chúng tôi đã lựa chọn LPB vào giỏ tích cực của mình với tư cách là một ngân hàng bưu chính độc quyền tại Việt Nam đang có sự chuyển đổi tích cực từ việc chuyển đổi liên tục các PTO, tức là phòng giao dịch kết hợp bưu điện, thành BTO, phòng giao dịch ngân hàng. Ngoài ra, chúng tôi dự báo khoản chi phí ứng trước trong tương lai khi LPB hoàn tất một thỏa thuận Basa Consurance, Bancassurance độc quyền mới, và chúng tôi coi đây là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng NFI trong tương lai. Ngoài ra, việc được các cổ đông chấp thuận nâng trần FOL từ 9,9% và định giá ở mức hấp dẫn cho PB 2021 là 0,8 lần như các chất xúc tác khác
cho sự gia tăng cổ phiếu trong 6 tháng đầu 2021. LPB đã có diễn biến giá cổ phiếu vượt mong đợi của chúng tôi và là cổ phiếu tích cực nhất trong danh mục theo dõi của chúng tôi cho các cổ phiếu ngân hàng khi tăng 142%. Ngoài LPB giỏ tích cực, chúng tôi còn có CTG sẽ là đối tượng được hưởng lợi lớn nhất nếu zoom cho các ngân hàng, nới zoom cho các ngân hàng vì CTG là một SOCB duy nhất có tỷ lệ sở hữu nhà nước hiện nay đang ở mức gần trần giới hạn là 65% và cũng là ngân hàng cuối cùng trong danh mục theo dõi của chúng tôi tuân thủ Basel 2. Ngoài ra, đánh cái khả năng đánh giá lại tích cực thông qua việc thu hẹp các khoảng cách định giá P/B với BIDV và thỏa thuận bancassurance độc quyền với Manulife hỗ trợ tăng trưởng ROE là động lực chính khác để chúng tôi chọn CTG. Không giống như LPB, CTG nằm ngoài 5 cổ phiếu có diễn biến tích cực nhất với mức tăng 53% kể từ đầu năm. Đấy, thì cả nhà tiếp tục nhìn tới cái diễn biến của các cổ phiếu ngân hàng trong hai danh mục theo dõi. Chúng tôi cho rằng chênh lệch diễn biến giá của cổ phiếu giữa lớn giữa các GSCB và SOCB là do 3 yếu tố. Thứ nhất là do thông tư 22 ngày 1 tháng 1 2020 đã loại bỏ đặc quyền của SOCB về việc có trần LDR cao hơn các GSCB và đặt trần LDR thống nhất là 85% cho tất cả các ngân hàng. Thông tư 58 điều chỉnh chính sách gửi tiền của kho bạc nhà nước đã loại bỏ một số ưu tiên đối với các khoản tiền gửi tại SOCB. Trước đó, thông tư này phần lớn tiền gửi kho bạc nhà nước gửi tại các SOCB. Đây là nguồn vốn rẻ đáng kể cho các SOCB. Và tiếp theo là các SOCB chịu áp lực lớn hơn trong việc giảm lãi suất cho vay và hỗ trợ nền kinh tế trong đại dịch COVID-19 so với các đối thủ SGCB. GSCB. Tiếp theo là đến các vấn đề giao dịch. Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán dòng tổng cộng 6,3 nghìn tỷ đồng cổ phiếu ngân hàng trong danh mục theo dõi của chúng tôi kể từ đầu năm. Tình hình này diễn ra xu hướng chung của thị trường với hoạt động bán dòng tổng cộng 29,7 nghìn tỷ đồng trong cùng kỳ. STB và HDB là hai ngân hàng duy nhất được khối ngoại mua dòng tương ứng 1,3 nghìn tỷ đồng và 344 tỷ đồng kể từ đầu 2021. Trong khi đó, CTG bị khối ngoại bán ròng cao nhất với 6 nghìn tỷ đồng giá trị. Đó thì chúng ta xem cái biểu đồ này để biết cái sự bán ròng của khối ngoại đối với một số cổ phiếu trong nhóm ngân hàng. Luận điểm cho các lựa chọn hàng đầu, chúng tôi không kỳ vọng sẽ hạ xếp hạng định giá của các SOCB trong ngắn hạn và trung hạn, và chúng tôi cho rằng việc định giá CTG bắt kịp với các SOCB khác hầu như đã gần hoàn thành. So với thị trường vốn cổ phần quốc tế đóng đối với các ngân hàng Việt Nam do đại dịch COVID-19, chúng tôi cho rằng không có chất xúc tác ngắn hạn nào cho các SOCB. Và chúng tôi cho rằng ngân hàng nhà nước sẽ ngày càng ưu tiên các ngân hàng có vốn hóa tốt khi cấp hạn mức tín dụng bổ sung và cho rằng Techcombank và VPBank có vị thế tốt để nắm bắt được các động thái đẩy mạnh cho vay từ nền kinh tế tăng trưởng. Tỷ lệ an toàn vốn cao của TCB không phải là yếu tố khác biệt quyết định trong những năm sau khi IPO, nhưng việc đóng cửa thị trường vốn cổ phần quốc tế trong thời gian bùng phát COVID-19 cho thấy Techcombank có thể đạt được mức tăng trưởng tín dụng vượt trội do các SOCB vẫn có tỷ lệ đòn bẩy cao. VPBank thì sẽ sớm gia nhập và Techcombank trong danh mục này sau khi thoái vốn thành công 49%, thoái chỉ 49 vốn tại FE Credit. Thì chúng ta nhìn vào đây, P/B theo trục và ROE trục X. Tiếp tục là các lựa chọn.
Techcombank cơ hội đầu tư trong ngành ngân hàng cho con điểm tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Hiện nay Techcombank đang có mức giá 52.700. Cái này cũng khá là hay vì sau một thời đi lên 58 năm thì bây giờ Techcombank cũng đang ở trong cái vùng này. Sơ lược về Techcombank, được thành lập năm 1993. Techcombank là ngân hàng xếp thứ 5 trong số 12 ngân hàng chúng tôi theo dõi tính theo tổng tài sản, nhưng nằm trong top 3 các ngân hàng có chỉ số sinh lời cao nhất tính đến 31 tháng 12 2020. Và Techcombank có tỷ trọng cho vay mua nhà cao nhất trong danh mục cho vay bán lẻ. Techcombank niêm yết trên sàn Hồ Chí Minh từ ngày 4 tháng 6 2018. Các lựa chọn cho chiến lược tăng trưởng của Techcombank được mở rộng vì hiện nay Techcombank sở hữu chi phí huy động vốn thấp nhất trong số các ngân hàng thuộc danh mục theo dõi của chúng tôi. Kịch bản này khiến Techcombank trở nên cạnh tranh trong mảng cho vay bán buôn, một phân khúc mà chúng tôi tin rằng có lợi thế đặc biệt vì danh mục bán buôn đa dạng có đặc tính rủi ro tốt hơn so với mảng cho vay bán lẻ SME và cho vay cá nhân ngoài mua nhà. Cho vay bán buôn ít tốn nguồn lực hơn để có vốn và giám sát trên mỗi một đồng cho vay so với các phân khúc khác, và trong trường hợp Techcombank có sự trùng lập với khách hàng mà công ty con Techcombank Security TCBS đang phục vụ trong phân khúc tư vấn trái phiếu, tỷ lệ CASA quý 1 2021 đạt 44,2%, cho thấy sự ổn định trong việc duy trì mức CASA cao và cao hơn nhiều so với các ngân hàng khác. Đó thì trong cái báo cáo gần nhất thì chúng ta thấy CASA của Techcombank quý 2 là lên 46,1, và MB Bank cũng cải thiện rất tốt, MB Bank cũng lên được mức tầm hơn 40%. Đó thì hiện tại có Techcombank và MB Bank. Đấy thì trong các cái nhận định ấy, thì trong báo cáo này để quý vị và các bạn tham khảo thôi. Còn riêng cái quan điểm về ngành ngân hàng thì Erica có một video chia sẻ về cái quan điểm của Erica về các cái cổ phiếu mà Erica pick, tức là chọn lọc để nhà đầu tư đầu tư rồi. Đấy thì quý vị và các bạn xem thêm cái video về 10 ngân hàng mà Erica chọn nhé. Tiếp đến là một cái luận điểm khác cho Techcombank, đó là chúng tôi kỳ vọng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục đưa vào các ngân hàng có vốn hóa tốt như Techcombank để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh hạn chế về vốn tại các SOCB. Techcombank đạt mức tăng trưởng tín dụng lần lượt là 20,3%, 19% và 24% trong các năm là 2018, 2019, 2020, và chúng tôi dự báo tăng trưởng tín dụng 2021 là 26%. Phản ánh quan điểm của chúng tôi về Ngân hàng Nhà nước sẽ dựa vào các ngân hàng như Techcombank để bù đắp cho mức tăng trưởng tín dụng dự báo khiêm tốn tại BIDV và CDG. Ngoài ra thì một luận điểm đầu tư nữa là Techcombank tăng trưởng, cái sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ vào năm 2021 sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho vay mua nhà và cho vay bán buôn, và cả hai đều là thế mạnh đặc biệt của Techcombank. Cho vay bán buôn dẫn đầu thị trường tín dụng của Techcombank trong năm 2020. Nhóm phân tích ngành bất động sản của chúng tôi kỳ vọng các dự án mới, dự án lớn từ Vinhomes sẽ thúc đẩy sự phục hồi cho doanh số bán hàng vào năm 2021. Điều này sẽ thúc đẩy tăng trưởng cho vay mua nhà tại Techcombank, và chúng tôi cho rằng cái mảng cho vay bán buôn của Techcombank sẽ hoạt động tốt hơn vào 2021 so với 2020 trong một bối cảnh GDP tăng trưởng mạnh mẽ hơn và lợi thế tăng từ chi phí huy động thấp so với năm ngoái. Yếu tố hỗ trợ cho Techcombank chính là cái việc tiếp tục cải thiện CASA và dự báo CASA đi ngang năm 2021. Thực tế là Techcombank đã tăng được 2,1% rồi quý vị. Tiếp tục là cái sự giảm thiểu rủi ro, đó là không đạt được cái hạn ngạch tăng trưởng tín dụng và không duy trì được tỷ lệ CASA. Đại dịch Covid kéo dài có thể xảy ra nợ xấu cao hơn dự kiến. Thực ra những con số này đều, cái rủi ro này đều không xảy ra trong báo cáo quý 2 vừa mới nhận được ở như cuối tháng 7 2021. Đó thì cũng là một cái yếu tố tốt để mà thúc đẩy so với cái luận điểm đầu tư của nhóm phân tích research VCSC. Đó thì đã có những cái dữ liệu mới để push update cho các cái luận điểm đầu tư này, và vẫn đang tích cực và thậm chí tích cực hơn cả dự báo.
về Techcombank. Tiếp đến là gì? VPBank dự báo COF thấp hơn do CASA, ngoại hối liên ngân hàng tăng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng là một ngân hàng thương mại tại Việt Nam, sở hữu hoàn toàn một công ty con, công ty quản lý tài sản VPBank AMC và sở hữu 51% công ty tài chính tiêu dùng FE Credit, và VPBank có khoảng 30% thu nhập ròng hợp nhất từ FE Credit vào năm 2020. Chúng tôi dự báo NIM gần như tăng trưởng ổn định trong 3 năm tới. Tiếp theo sẽ gia tăng chi phí do chi phí huy động giảm từ năm 2024, và chúng tôi dự báo lợi suất IAA sẽ giảm 126 điểm cơ bản so với 2020 và đến 2025. Vì chúng tôi giả định rằng ngân hàng mẹ sẽ tăng trưởng cho vay nhanh hơn, hoạt động kinh doanh sẽ có lợi suất cao hơn của FE Credit trong giai đoạn dự báo, với CAGR 21,8% so với CAGR 18,4%, do đó làm giảm lợi suất IA hợp nhất. Và chúng tôi cũng cho rằng NIM của FEC sẽ tiếp tục giảm từ 29,9% vào cuối 2020 xuống mức đáy 26,1% vào 2023, do chúng tôi tin rằng sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung vào phân khúc có lợi suất cao hơn. Chất xúc tác chính trong khoản đầu tư của tập đoàn tài chính Sumimoto Mitsui là vào FE Credit là khả năng thay thế cái khoản huy động vốn đắt đỏ bằng giấy tờ có giá bằng các khoản vay nước ngoài. Chúng tôi cho rằng một nhà đầu tư Nhật Bản trong tương lai sẽ tham gia vào vị trí nhà đầu tư chiến lược của VPBank, gia tăng loại tiền gửi ngoại hối liên ngân hàng khá lớn hiện đang thấy tại Vietcombank, và hiện tại chỉ có Vietcombank và CTG có lượng tiền gửi ngoại hối liên ngân hàng khá lớn, và cả hai đều có ngân hàng Nhật Bản làm nhà đầu tư chiến lược. Một sáng kiến kinh doanh lớn hiện nay tại FE Credit là việc gửi UBank, một nền tảng ngân hàng kỹ thuật số dựa trên giấy phép ngân hàng của VPBank nhưng dành riêng cho khách hàng của FE Credit, cho các khách hàng của FEC. Điều này thúc đẩy định giá của chúng tôi về CASA hợp nhất sẽ tăng lên 32% vào năm 2025, từ 15,6 vào năm 2020. Việc có cùng một nhà đầu tư vào VPBank và FEC sẽ giúp điều chỉnh lợi ích tốt hơn cho sáng kiến UBank, mặc dù đây chỉ là giả thuyết riêng của chúng tôi. Yếu tố hỗ trợ thì VPBank đã vượt quá dự báo cải thiện CASA của chúng tôi là 1,9 điểm phần trăm cho năm 2021, và FEC thành công trong việc ngăn chặn suy giảm năng suất IAA vào năm 2021, hoặc FEC có thể vượt qua giả định tăng trưởng tín dụng của chúng tôi tương đối thận trọng là 7% cho năm 2021. Rủi ro đó là việc không đảm bảo được một nhà đầu tư chiến lược có thể khiến việc tăng CASA dự kiến của chúng tôi, nguồn vốn ra nước ngoài tăng và tăng trưởng tín dụng khó đạt được hơn. Ngành tài chính khác hơi dài, để mình sẽ nói sau, bởi vì chúng ta vừa mới đi qua các cái nhóm về cổ phiếu ngân hàng. Thì sơ lược là nói về hai ngân hàng như vậy. Còn lại thì để nghe nhiều hơn về các phân tích về các ngân hàng ấy thì Erica đã gửi rồi, và theo các cái list mà Erica lựa chọn thì sẽ có Techcombank ok nè, MB Bank xếp thứ hai bởi vì nó chạy cũng rất là tốt trong cái việc tăng trưởng CASA và ban lãnh đạo cũng rất quyết liệt. Tiếp đến là VPBank, rồi ngân hàng siêu nhỏ thì có BVB, vân 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 vân. Thế thì quý vị và các bạn hãy xem video khác của Erica nói về cái cơ hội tích lũy cổ phiếu ngân hàng, được ra cách đây cũng tầm trung tuần tháng 7. Đấy, trước đây tầm khoảng 2 đến 3 tuần. Đấy, thì rất vui và rất mong sẽ tìm được thêm nhiều nhà đầu tư đồng hành dài hạn cùng với Erica. Đồng hành dài hạn ở đây là gì? Ngoài cái việc là chia sẻ các quan điểm đầu tư, các cái bảng giải ngân ấy, thì Erica muốn là nhà đầu tư cũng sẽ cùng tìm hiểu về đầu tư cổ phiếu một cách bài bản,
để gia tăng cho mình cái sự tự tin khi quý vị và các bạn tham gia đầu tư, để rằng là cái dòng vốn mà quý vị và các bạn đầu tư vào chứng khoán, cổ phiếu, các doanh nghiệp tốt ấy, ngày càng gia tăng, để cho cái giá trị tài sản, cái chất lượng tài sản của quý vị sẽ ngày càng tăng và nó càng có cái sự tăng trưởng về mặt định giá trong tương lai. Thì như thế thì cả nhà đầu tư đồng hành Erica, tức là cả nhà đầu tư cũng sẽ có một cái tương lai về cái tài chính vững vàng, và Erica cũng vậy, cái sự nghiệp của tư vấn, phân tích, tư vấn của Erica cũng sẽ trở nên vững vàng. Thì Erica rất mong sẽ nhận được những cái liên hệ từ những nhà đầu tư mà cũng có cùng chí hướng như vậy, để chúng ta đồng hành cùng nhau và hỗ trợ nhau phát triển trong dài hạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. À, để đồng hành với Erica thì quý vị mở tài khoản ở cái link ở bên dưới video này nhé. Đấy, video cái link vcsc.com mở tài khoản. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video sau.